Rồi, giờ sẵn làm thêm clip nữa để buồn buồn đăng cho mấy anh coi ở nhà coi chơi nha. Cũng sắp Tết rồi ha. Thì nay sơn cái chậu lục giác 25 này mà sơn màu cho mấy anh coi ha. Bữa nay em có sơn rồi mà em sơn bằng màu nhũ đồng cam mà để giới thiệu màu nhũ đồng cam á. Hôm nay em sẽ sơn màu cho nó. Hôm nay cái này là lục giác 25 sen trúc nha mấy anh. Chậu lục giác 25 sen trúc. Thì bữa nay sẽ sơn màu nâu cho nó. Sơn màu nâu cho nó xong rồi mình sơn nhũ vàng hoa văn thôi. Sơn màu nâu với sơn nhũ vàng hoa văn thôi. Để làm có clip cho mấy anh coi mà. Lại sơn màu lên coi cái lục giác 25 này nó lên màu nó đẹp không. Có thể giả đá ấy mà, sơn giả đá hoặc giả cổ thì tùy mấy anh. Hơn giờ cũng cuối năm rồi, sơn đơn giản thôi. Để cho mấy anh coi thì qua năm thì tầm mùng 8 mùng 10 em làm lại. Mấy anh có thể liên hệ mua sơn hoặc là mua khuôn lại cho mấy anh. Mùng 8 mùng 10 em khai trương lại. 20 thì em nghỉ rồi, 20 thì nghỉ rồi mấy anh chứ không ship hàng không kịp nữa mấy anh. Chỉ có vòng vòng trong tỉnh hoặc khu miền Đông mới ship được thôi chứ ship hàng hết kịp. Rồi vệ sinh xong rồi giờ lấy màu nâu sơn thẳng đó luôn. Mấy anh sơn bán thì mấy anh chịu khó lót kháng kiềm đi nha mấy anh. Cho bình bền. Màu nâu xài màu nâu ok luôn nha mấy anh. Màu nâu ok 139.000 ký luôn. Đây màu nâu ok nè. Sơn hai nước màu lên. Thật ra sơn ok này mấy anh có thể lót kiềm hoặc không lót kiềm cũng được. Nhưng mà lót kiềm thì nó đỡ hao sơn hơn, đỡ bị hút sơn. Thứ hai nó bền màu. Bền màu sơn thôi, không lót kìm không sao đó, không lót kìm anh sơn hai lớp là nó bền màu hết. Sơn màu nâu luôn nha mấy anh. Màu nâu thì nó lợt hơn màu sô cô la nha mấy anh, màu sô cô la đậm màu hơn. Sơn lên thì xíu nó khô lại là nó đúng màu, nó đậm màu lại. Chậu này không lót kháng kiềm nên là nó hút vô với lại nó sẽ nhanh khô hơn do không có kháng lớp nhựa kháng kiềm. Chậu nào láng láng anh sơn một màu cũng đẹp lắm. Nếu mình cũng không cần phải sơn giả đá hay phối màu đồ gì chứ nhiều hết. Chậu láng láng một màu cũng đẹp. Rồi bữa này nó gần khô rồi mà. Đó, gần khô rồi. Nó khô màu nó sẽ đầm lại. Anh pha nước vô thì nó cũng sẽ khác nha. Pha nước vô thì màu nó sẽ loãng ra. Thì nó sẽ sáng hơn. Nhưng mà khi khô nó vẫn sẽ đầm màu lại. Sơn nước thì bản chất nó vậy. Rồi mấy anh lưu ý. Nhiều khi pha nước vô mấy anh cảm thấy màu nó lợt á. Do nó loãng màu á. Pha nước nhiều sẽ bị loãng màu. Rồi mình phải sơn nhiều, nói chung là pha nước ít thôi. Sơn nước thì không cần pha nước nhiều, pha hạn chế thôi. Có nhiều anh cứ lầm tưởng là pha nước nhiều thì sơn nó lợi, không phải đâu. Mấy anh sơn, anh pha nước nhiều mà sơn này nó loãng quá, mấy anh sơn nó không lấp, mấy anh dặm. Thì những công đoạn nó thứ nhất là tốn công, thứ hai là sơn mấy cái lượng sơn mấy anh phun ra ngoài hoặc quét ra ngoài nó nhiều quá thì nó cũng hao y vậy à. Nhưng mà mình xài á, mình biết sơn á, mình chỉ pha xíu nước thôi. Nếu nó quá đặc pha cho nó, để cho nó mướt cọ thôi, quét cọ cho nó mướt màng sơn thôi. Còn không thì khỏi pha cũng được, quét một cọ một là lấp luôn thì khỏe hơn. Nói chung cái này có không lót kháng kiềm á thì một cọ nó lấp à. Còn lót kháng kiềm vô nó tạo một lớp nhựa lên nó trơn, nên phun nó sẽ dễ lấp hơn. Còn quét thì nó hơi khó lấp, cho nó lem ra ngoài thế. Còn đồ phủ sơn ok thì nó cao rồi, đồ phủ sơn ok khá cao luôn. Đó là nhiều khi mấy anh mua sơn mấy anh cũng phải coi về nhiều thứ, độ phủ, độ bền màu, rồi độ bóng của sơn, chịu nhiệt độ, chịu thời tiết gì đó, nói chung là nhiều yếu tố lắm. Chứ cứ nhìn vô giá so không là không ăn thua, với lại màu sắc nó phải đẹp nữa. Cái sơn cao cấp màu nó xịn lắm, nó xài tinh màu xịn, cái màu nó sang lắm. Ngoài này nó lem nè, cái tinh màu nó xịn thì màu nó sang trọng mấy anh, chứ nó không có nhìn nó không có cùi cùi. Còn cái màu rẻ tiền nhìn nó màu nó cùi sao á, nhìn như màu bột á mấy anh. Thì nó cứ cũ sao, còn sơn xịn là nhìn cái nó đẹp liền à. Nó nhìn nó có độ bóng liền nữa. Rồi để nó khô, giờ mà thích phối màu gì vô đó phối, hoặc là sơn nhũ vàng luôn cũng được. Rồi giờ tô nhũ vàng nha mấy, xài nhũ vàng 24K Z-Ben nha mấy. Thank you.
mấy anh, sơn đơn giản thôi mấy anh, màu nâu phối nhũ vàng thôi mấy anh. Thì mấy anh thích thì mấy anh có thể phủ thêm keo uống nước vô, mà không cần đâu mấy anh, sơn ok thì không cần đâu. Đó, này là màu nâu nha mấy anh, màu nâu phối nhũ vàng 24k cho chậu lục giác 25 hoa văn sen trúc. Cũng cận Tết rồi, sơn đơn giản cho nhanh nhanh cho mấy anh coi thôi, chứ cận Tết thì cũng ít đi vô đổ chậu mấy anh, ít vô xưởng đổ chậu lắm, ít đút lắm, giờ cũng dọn dẹp rồi. Rồi có gì qua năm á, có qua năm sẽ đút nhiều lắm, qua năm em đút hầu như tất cả các loại chậu, sẽ làm nhiều clip hơn nữa cho mấy anh coi, mà sẽ đầu tư sơn kỹ càng đẹp hơn, phối nhiều màu hơn, với lại qua năm làm nhiều màu lắm nha, qua năm sẽ cho sản xuất ra nhiều màu lắm. Rồi em cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em nha.